vững cốt vinh da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Trước hết là, chúng ta biết rằng là cái thoái hóa đó là một cái quá trình lão hóa theo thời gian. Ai rồi cũng sẽ bị gã. Trước khi trả lời cái câu hỏi đó thì chúng ta cần phải hiểu rằng là thoái hóa cột sống cổ nó là cái gì cơ đã. Bây giờ cái cột sống cổ nó bao gồm nhiều những cái đốt nó nối lại với nhau. Nhưng mà các cái đốt này nó có thể xoay được với nhau. Chính vì vậy mà chúng ta có thể là cúi cổ xuống để chào hoặc là chúng ta ngửa cổ lên trời chẳng hạn thì làm sao chúng ta làm được cái chuyện đó là nó có cái mấu khớp cái mấu khớp đó nó sẽ giúp cho cổ mình nó xoay thì thoái hóa cuộc sống cổ nó chính là cái gì nó chính là thoái hóa cái mấu khớp này và giữa các đốt sống cổ đó nó có những cái đĩa đệm cái đĩa đệm này nó giống như cái phục nhúng của xe gắn máy chúng ta thấy xe gắn máy nó đi ra cái ổ gà nhúng đây lên thì người ngồi sau không bị đau thì cái nhân đĩa đệm đó đó nó làm cái nhiệm vụ là nó sẽ nhúng và để làm giảm cái áp lực khi mà chúng ta di chuyển hoặc là chúng ta ngồi lâu đó thì nó cũng làm giảm bớt cái áp lực đi Ngoài ra là xung quanh cột sống cổ thì sẽ có những cái khối cơ và nó bám vào khi nó bám vào trong xương của vùng cột sống đó, gọi là vùng gân đó thì nó cũng giữ cho cái cột sống cổ mình nó thẳng. Ba cái yếu tố đó đều có thể gây nên cái tình trạng à, đau khi mà nó bị tổn thương, đặc biệt là trong cái quá trình lão hóa. Thế thì trong trường hợp của cô thì chúng ta thấy là là cái thoái hóa, cái tuổi già thì đương nhiên cái tuổi lớn lên là chúng ta sẽ bị thoái hóa và cái triệu chứng của nó sẽ là triệu chứng đau và nó rất là khó chịu và khi cái cơn đau này nó có đặc biệt là nó không chỉ đau tại ở cổ mà nó có thể lan lên đầu một số trường hợp người ta than là nhức đầu hoặc là than họ đau trước cái cung mày này chẳng hạn nó đau từ phía trên này nó lan lên đầu thoái hóa cuộc sống cổ càng cao thì nó đau càng lên cao và thoái hóa cuộc sống cổ mà càng thấp thì nó lại lan ra cái vùng vai và cái vùng bả vai của mình chính vì vậy nó mới có cái từ người ta hay nói là bị đau vai gáy là như vậy đau vai gáy nó chỉ là một biểu hiện của cái chuyện thoái hóa cuộc sống cổ thôi